Hello, em Tiến xin chào anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng. Thì hôm nay em Tiến lên sóng xin phép giới thiệu với anh chị toàn bộ các mẫu sản phẩm, cập nhật lại cho anh chị một lần nữa là các mẫu sản phẩm cũng như là giá cả, thông tin chi tiết những cái mẫu sản phẩm hiện tại đơn vị em đang có sẵn như bày bán tại cửa hàng. Thì giới thiệu với anh chị đầu tiên thì ngay khuôn viên ngay bên ngoài này, đơn vị em đang bày bán nguyên một dàn xe sedan, tất cả các dòng phân khúc từ D, C rồi thì là B, A, đó đầy đủ tất cả. Thì mẫu sản phẩm đầu tiên em xin phép giới thiệu với anh chị đó là chính là chiếc Mazda 6 phiên bản động cơ máy 2.0 Premium sản xuất năm 2019. Thì hiện tại với mẫu sản phẩm này đơn vị em đang chào bán trong khuôn tiền tầm tiền tài chính nó khoảng tầm 670 triệu anh chị nhá. Tiếp đến mẫu sản phẩm thứ hai, chưa đến 700 triệu anh chị có thể sở hữu một chiếc xe form mới thế hệ đời mới nhất. Đó là chính là phiên bản 2.0 Luxury sản xuất năm 2020 và xe này của em là mang biển kiểm soát gốc tỉnh màu đen. Chạy 2.3 km anh chị nhá, 2.3 km, và xe này thì bác chủ đấy bác đã lên một cặp nguyên một dàn la răng của thế hệ bản Premium thế hệ mới. Đó, rồi. Quay trở về đây, em có một chiếc Hyundai Elantra phiên bản máy 1.6 turbo sản xuất năm 2020. Thì hiện tại với mẫu sản phẩm này em đang có cái mức giá đang điều chỉnh khá là phù hợp, đâu đó khoảng ngoài trên 600 triệu anh chị nhá. Trên 600 triệu là anh chị đã có thể sở hữu một mẫu sản phẩm phiên bản turbo bản cao cấp nhất của nhà xuất Hyundai rồi. Rồi tiếp đến Honda Civic phiên bản E sản xuất năm 2018, hiện tại với mẫu sản phẩm này khuôn tầm tiền tài chính đâu đó khoảng tầm ngoài 550 là anh chị sở hữu rồi. Sản xuất 2018 bản E. Đó, bản này đã được trang bị ghế điện này. Nhưng mà tội là đèn thì vẫn là đèn halogen anh chị nhá. Bóng full led như bản L. Rồi. Kia Seato phiên bản động cơ 2.0 Premium sản xuất năm 2021 và xe này của em lăn bánh có 9.000 cây, 9.000 cây số anh chị nhá. Và đặc biệt là xe này của em là mang biển kiểm soát gốc thành phố. Anh chị chúng ta lấy về biển Hà Nội hay là về bất cứ một cái tỉnh nào thì chúng ta sẽ không mất tiền biển, chỉ mất thêm cái 2% thuế trước bạ để làm thủ tục sang tên thôi. Thì với mẫu sản phẩm này đơn vị em đang chào bán nó trong khuôn tiền tài chính ngoài 600 triệu. Tiếp đến Mazda 3 Luxury sản xuất năm 2020, phiên bản 1.5, xe này của em đang mang biển kiểm soát gốc tỉnh, lăn bánh 1.9 km anh chị nhá, 1.9 km. Thì khuôn tiền tài chính khoảng ngoài 600 là anh chị sở hữu rồi này. Và đây là nguyên phân khúc hạng B cũng như loại chiếc xe phân khúc hạng A. Em có Accent sản xuất năm 2022 màu bạc, bản ATH bản full, tầm tiền tài chính khoảng tầm ngoài 500. Honda City bản CVT 2019 màu trắng biển tỉnh em đang bán đâu có tầm tiền khoảng tầm 470-480 anh chị nhá. Mazda 2 phiên bản H sản xuất năm 2016 với khuôn tiền tài chính khoảng tầm nhô 400 là anh chị sở hữu được rồi. Hiện tại với Mazda 2 đơn vị em đang có sẵn ví dụ như là đời 16 này, 17, 18 em đều có đầy đủ và đều là phiên bản hatchback anh chị nhá. Rồi, với khuôn tiền tài chính chưa đến 100 triệu, đâu đó khoảng tầm 37-38 là anh chị có thể sở hữu một mẫu sản phẩm xe phân khúc A Hyundai Grand i10, sản xuất của em xe này của em là 2019 và số tự động anh chị nhá, số tự động. Rồi quay với này thì trong phân khúc hạng C bên ngoài thì em có Mazda 3 bản Deluxe sản xuất năm 2022 với khuôn tiền tài chính chỉ bằng đâu đó khoảng một chiếc Luxury sản xuất năm 2021 thôi anh chị ạ. Khuôn tiền vô cùng hợp lý, trên 600 triệu. VSG 2015 tầm tiền tài chính khoảng tầm nhỉnh 400. Đó, VSG này sản xuất 2015 số tự động màu vàng cát. Xe này của em là bác chủ để bác em mua xe của đơn vị em và các đổi lại mẫu sản phẩm này. Chất xe siêu đẹp anh chị nhá, siêu đẹp. Rồi, CX8 sau cùng bản Premium em bán cửa tiền tài chính khoảng tầm 9.5 triệu. Và đây là Hyundai Elantra thì xe này em đã nhận cọc rồi. Các chú ấy đang cà số để chút nữa em làm thủ tục bàn giao xe cho khách. Đây là nguyên một dàn xe Mazda 3. Mazda 3 em có từ form mới, form cũ đầy đủ cả đây. Mazda 3 bản Luxury sản xuất 2020 mang biển kiểm soát gốc thành phố, lăn bánh 4.8 km. Nhưng cái chất xe siêu đẹp, nói chung là đẹp, có thể đẹp hơn so với cái số km đã sử dụng. Ở đâu đó khoảng tầm tiền tài chính trên 600 anh chị sở hữu rồi này. Luxury sản xuất 2022 màu xanh carbon size, nói chung là cũng tầm tiền đó để anh chị sở hữu. Mazda 3 2018 vô cùng hợp lý, chưa bao giờ mà hợp lý đến như vậy, nhỉnh 500 là anh chị sở hữu rồi nhá. Bằng một chiếc M3 27 có thể cân đối được. Mazda 3 hatchback 2019 bản sport này, xe này thì em đang bán với trong cái cửa tiền tài chính khoảng tầm 600. Mazda 3 bản Philippe 2017 biển tỉnh lăn bánh 4.6 màu đỏ anh chị nhá, bản phanh tay điện tử em đang bán với trong cái cửa tiền tài chính khoảng 500. Rồi, đây là nguyên một dàn Kia Seato như những cái clip trước em có quay qua rồi.
thì anh chị có thể thấy dàn Kia Seato hiện tại đang đầy đủ tất cả các màu. 1.6 Luxury 2019 cửa tiền đâu đó khoảng tầm 570 anh chị nhá, 570 này. Kia K3 bản Luxury 2022 khuôn tiền tài chính khoảng trên 600. Kia Seato 1.6 Luxury sản xuất 2019 màu xanh thiên thanh, khuôn tiền bằng với chiếc trắng kia. Và đây là hai chiếc trong cùng, đó là hai đều là phiên bản premium cao nhất. Em có 2020 khuôn tiền khoảng tầm trên 600, và 508 thì em có một chiếc 2.0 premium 2019 màu đen. Đó, anh chị có thể thấy những cái bố cục xe trong nhà thì đơn vị em đã sắp xếp lại toàn bộ. Thì để anh chị chúng ta đến đây có thể xem cũng như là trải nghiệm tất cả các dòng xe, nó có đầy đủ nhất. Em có một đôi Cross, xe màu trắng này của em là bản HV sản xuất 2021, màu trắng và mang biển kiểm soát gốc tỉnh, lăn bánh 1,5 km, khuôn tiền tài chính trên 900. 780 thì anh chị có thể đi một chiếc Cross bản V sản xuất 2020. Và giá anh chị nhá, giá thì thật ra em đang nói để cho khuôn khuôn đó, và giá em còn mặc cả và còn thương lượng rất là tốt, nên là quý anh chị đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp, chứ đừng nghe cái giá mà em chào nghe đã chê cao. Và giá đó em có thể hỗ trợ thủ tục anh chị bao sang tên luôn cho anh chị luôn này. Một cặp đôi Mitsubishi Outlander, em có phiên bản 2.0 CVT 2020 màu đỏ biển tỉnh, em bán khuôn tiền tài chính trên 700 và đâu đó khoảng tầm 700. Anh chị đi có thể sở hữu một chiếc CVT sản xuất 2019 này. 19, em có 20 và 19, xe này màu nâu và sẵn biển ở Hà Nội rồi anh chị nhá. 30k rồi, biển mới mới bấm, bác đấy lại vừa đổi đơn vị em. Tầm tiền tài chính khoảng tầm 700. Anh chị sở hữu rồi. Và đây, tiếp đến một dàn xe phân khúc CUV hạng C và dàn xe Tucson hiện tại đơn vị em đã có sẵn. Đầy đủ tất cả các đời, từ form cũ thế hệ nhập khẩu cho tới lắp ráp trong nước. Em sẽ giới thiệu từ bên trong ra bên ngoài cùng để anh chị có thể nắm bắt được. Hyundai Tucson phiên bản 2.0 ATH sản xuất năm 2016, và xe này của em là nhập khẩu tại Hàn. Đâu đó cửa tiền khoảng tầm 700. 2.0 ATH sản xuất năm 2020 màu đỏ. Đó. Xe này thì em đang bán ở trong khuôn tiền tài chính khoảng tầm 800. 2.0 ATH sản xuất năm 2018 màu nâu đồng, em đang bán ở trong tầm tiền tài chính khoảng tầm 700 bằng một chiếc xe nhập. Nhưng mà xe này 2018 thì sẽ là lắp ráp trong nước anh chị nhá, lắp ráp trong nước. Và đây là nguyên một cặp Hyundai Tucson form mới nhất bây giờ. Em có phiên bản máy 1.6 turbo sản xuất năm 2022. Mỗi với mẫu sản phẩm này thì em đang bán cùng tầm tiền với một chiếc 2.0 dầu cũng là sản xuất 2022. Đâu đó khoảng tầm trên 1 tỷ là anh chị đã có thể sở hữu được rồi. Ngoài 1 tỷ anh chị nhá, ngoài 1 tỷ một cặp đôi Tucson. Và phía phần bên dưới này thì em lại có nguyên một dàn xe Mazda CX-5. Một dàn xe Mazda CX-5. Xin phép giới thiệu với anh chị, đó là một cặp đôi CX-5 2018 phiên bản động cơ 2.0. Thì với tầm tiền của hai em này đều là mang biển kiểm soát gốc thành phố anh chị nhá. Đều là biển thành phố này và đều là phiên bản 2.0 2018. Em đã bán cùng tầm tiền với nhau trên 700, đâu đó khoảng tầm 7.1 7.2. Đó. Tiếp đến Mazda 2.0 Luxury sản xuất năm 2020 màu đỏ, và chiếc xe của em là mang biển kiểm soát gốc thành phố, lăn bánh 3,4 khuôn tầm tiền tài chính đâu đó khoảng tầm 700, ngoài 7.5, ngoài 7.5. Rồi tiếp đến phiên bản 2.0 Deluxe sản xuất năm 2020, và đây là chiếc xe cuối cùng. Tầm tiền tài chính cũng bằng chiếc 2.0 phiên bản 2018, khuôn tiền trên 700, trên 700 là anh chị sở hữu rồi. Nói chung là giá cả em đưa ra sẽ có một cái mức giá rất là hợp lý và phù hợp với anh chị. Khi mà anh chị có thể quan tâm liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hotline em đang để bên dưới. Và toàn bộ những cái mẫu sản phẩm đơn vị em bán ra em đều có hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe. Cam kết với anh chị chất lượng xe tại thời điểm anh chị mua trở về trước, không có tranh chấp ngân hàng, không có kiện tụng. Đó, về mặt pháp lý là chuẩn. Và cuối cùng, anh chị đang có nhu cầu quan tâm đến bất kỳ một cái mẫu sản phẩm nào của đơn vị em đang bày bán thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại online đang để bên dưới. Em Tiến xin cảm ơn anh chị đã đón xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.